Không, nó là truyền thuyết thôi, một cái bí mật quân sự gì đó, và để mất nước vào tay của Triệu Đà. Triệu Đà lúc đó là một cái người quản sứ của Trung Quốc, của Trung Hoa. Vậy thì Trung Hoa nó là đang phong kiến, tự nhiên cái mình đang ở với chính phủ nô lệ, cái nó phóng thẳng mình lên phong kiến luôn, mình là mình không có chế độ chính phủ nô lệ. Thì bỗng dưng cái thằng Trung Hoa mấy đứa khi mà nó biến mình thành hai quận giao chỉ và cổ chân của mình rồi đó, gọi là nó bắt đầu nó ra sức, nó ra sức ghê gớm lắm, ra sức nó đồng hóa dân tộc Việt Nam mình. Cấm phụ nữ là không được nhuộm răng nha, không được ăn trầu nha, không được búi tóc sau đầu nha. Rồi cho 30 bạn thanh niên Trung Quốc từ ở phương Bắc á, về phía Nam để làm gì, lấy vợ sinh con. Mà họ sai lầm một chỗ là lúc đó họ là chế độ phong kiến, là theo phụ hệ là đúng rồi, còn mình là chế độ nguyên thủy. Mà cộng sản nguyên thủy á, thì phụ nữ cũng phải tròn, cũng phải đi hái lượm, và phụ nữ là đẻ con và chăm gia đình, cho nên là người ta theo chế độ mẫu hệ. Cuối cùng 30 bạn thằng đó là đi, có đi mà không có về. Và sau mấy trăm năm, mấy ngàn năm á, dân tộc Việt Nam vẫn nhộn răng ăn trầu, quật cường quật khởi. Đến năm 938 thì Ngô Quyền mới là cái nhà nước phong kiến đầu tiên, mở ra cái thời kỳ phong kiến của đất nước Việt Nam theo của mình, chứ không phải là theo Trung Quốc. Và trong suốt 938 tới năm 1975 luôn, kể cả tới năm 1979 với trên biên giới Trung Quốc luôn, mình thấy là nước mình chống giặc ngoại xâm liên tục. Và có một cái gì đó trên cái đất nước này, trên cái thế giới này mà các dân tộc, mà ví dụ như Champa đó, mấy đứa cái chỗ mình đang ở đây nè, là nó thuộc vương quốc Champa. Thì cái những cái nhà vua Nguyễn á, mới đem quân xuống để phá cái khu này và thiết lập nó gắn vô, chứ hồi xưa là không được về thành chữ ếch đâu nha, được nửa chữ ếch thôi. Cái thời Nguyễn, mà Nguyễn Ánh đâu đó, là mấy ông nó đem quân xuống khai hoang và gọi là xâm chiếm Champa dưới này. Mà Việt Nam mình lịch sử hay lắm, cái gì mà người ta xâm chiếm mình thì mình la làng lên, còn cái gì mình xâm chiếm người ta thì mình nói là mình khai hoang và khẩn hoang gì đó. Nhưng mà mình thấy là sau Champa đó nó cũng mất nước vậy mà nó im luôn, đúng không? Champa mất nước im luôn. Trung Quốc lúc đó mà khi ông mấy đời vua Trung Quốc mở rộng lãnh thổ là xóa hàng loạt các nước Bắc Việt ở phía Nam này luôn, chứ không riêng Việt Nam ông lạc mà. Mà sao mấy nước đó nó trốn mất tiêu luôn mấy nước, đúng không? Thấy ngộ ha. Mà có Việt Nam mình á, với Do Thái, trên thế giới chỉ có hai dân tộc Việt Nam và Do Thái là giành được độc lập sau hơn 1.000 năm bị đô hộ thôi. Vậy thì Việt Nam nó là cái giống gì mà sao lại kiên cường và quật khởi vậy ta, đúng không? Người Việt Nam mình hay đi đâu cũng nhớ về quê hương, nhớ về đất nước á. Làm gì làm là mỗi lần mà như là lịch sử hay học, mỗi lần đất nước năm nguy là tinh thần yêu nước lại kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ để chống lại bọn xâm lăng, bọn cướp nước gì, không không? Vậy thì hôm nay cái suy nghĩ của mình đó là mình đi tìm hiểu về cái tồn tại xã hội, bí thức xã hội là gì, để từ đó mình thấy là cái chủ nghĩa yêu nước hay tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam từ đâu mà có, và tại sao chỉ có Việt Nam và một số dân tộc khác có mà những nước khác nó không có, đúng không? Nhóm một chuẩn bị ha. Và nhắc lại nha, hôm nay vẫn giống như cái hôm trước mình học với mấy đứa là cái phần thuyết trình của mình đó, thì nó sẽ đi theo một cái mô típ là các bạn phải các bạn khi mà thuyết trình phản biện, thì nhiệm vụ của cái người trả lời câu hỏi phản biện là phải giải tỏa đến cùng cho cái người phản biện. Cái nhiệm vụ của người đặt ra câu hỏi phản biện là phải theo dõi đến cùng và phải tranh luận đến cùng cái vấn đề đó ha. Ông hồi đầu cái khóa học á, thì thầy cũng mới bắt đầu edunet năm nay thôi, thầy mới nói là câu nào hay thì thầy mới cộng điểm, nhưng mà bữa giờ hay không hay thì thầy vẫn châm trước để cho điểm. Nhưng mà từ nay là thầy sẽ đi đúng như ban đầu đã nói, câu nào hay tranh biện tới cùng, chứ không phải là mình để một cái câu bỏ ngỏ đó đặt cho có điểm xong rồi mình bỏ ngỏ đó, tức là mình dễ dãi với cái việc chấp nhận cái câu trả lời của người khác á. Nên là hỏi thì phải trả lời xong, phải hỏi là cái người hỏi đã đồng ý hay chưa, và người hỏi mà chưa hết vấn đề mà đồng ý rồi dễ dãi quá là lát cái câu đó coi như thầy không cho điểm của nhóm đó ha. Và thậm chí nếu như các bạn bật mic lên tranh luận trực tiếp với nhau, thầy sẽ cộng điểm cho cá nhân đó luôn và cộng tính vào điểm của nhóm luôn, cả hai luôn. Rồi giờ thầy điểm nhanh chút nha mấy đứa, nhóm một chuẩn bị nha, nhóm một. Rồi Hữu Luân, Dạ có. rồi Kim Thạnh, chưa thấy Kim Thạnh ha. Tiến Sơn, chưa thấy Tiến Sơn. Tiến Sơn chắc nay vô làm chạy sắp mặt rồi. Rồi Văn Kiên, Dạ có. rồi Đức Hùng, Dạ có. rồi Quang Minh, Dạ có. rồi Mẫn Đạt, Có. rồi Khả Thi.
Chưa thấy khả thi ha. Tân Hải. Dạ có. Rồi Tiến Lộc. Dạ có. Rồi Thành Long. Ok Thành Long. Trọng Hiếu. Dạ có. Ok Quốc Lĩnh. Dạ có. rồi Cao Khoa. Dạ có. Rồi Minh Triết. Dạ có. Rồi Nhật Tân. Nhật Tân, ok Nhật Tân có. Tấn Đạt. Tấn Đạt đó ta. Ok. Rồi Tấn Vĩ. Dạ có. Rồi Bá Sơn. Dạ có. Dạ có. Đình Long. Dạ có. Rồi ở đây vậy còn vắng Kim Thạnh, Tiến Sơn với Khả Thi ha. Các bạn này có chưa? Còn vắng ba bạn. Ok, mời phần làm việc của nhóm. À, các bạn cứ theo dõi để phản biện nha. Của nhóm 1 bữa nay đủ thành viên không nhóm 1? Có mấy bạn trong phía Mấy có bạn chú sao có present present luôn đấy. ở đây là nhóm 1 là có Kim Thạnh nè, hồi nãy chưa thấy Tiến Sơn không thấy luôn nè. Vậy là chỉ có Quang Minh, Khả Thi, Tân Hải với Tiến Lộc của bạn vô về cũng là không được rồi. Xin chào các bạn, mình là nhóm 1 à, nhóm 1. Xin chào các bạn, là mình là nhóm 1 à. Hôm nay mình sẽ trả lời cho câu hỏi là nguồn gốc của tinh thần yêu nước người Việt Nam là đến từ đâu? Thì trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua các khái niệm như là tồn tại xã hội là gì, ý thức xã hội là gì, sự liên quan giữa chúng có như thế nào. Thì trước hết là bao gồm khái niệm tồn tại xã hội là dùng để chỉ cái sinh hoạt vật chất, điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội. Tồn tại xã hội là những mối quan hệ giữa vật chất và xã hội bao gồm các thành phần chính là phương thức sản xuất vật chất, điều kiện tự nhiên của môi trường vật lý, dân số và mật độ dân số. Tồn tại sao? Tồn tại xã hội có bao gồm cả cái phương thức sản xuất vật chất như là thành phần cơ bản nhất, và các mối quan hệ giữa vật chất như gia đình, giai cấp, dân tộc cũng có vai trò nhất định đối với tồn tại xã hội. Tiếp theo mình sẽ là khái niệm của ý thức xã hội, gọi là tinh thần của đời sống xã hội, nảy sinh giữa tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát triển khác nhau, có cấu trúc bên trong xác định, bao gồm cả mức độ ý thức khác nhau giữa các hình thức xã hội. Ví dụ như là ý thức chính trị, pháp luật và độc hay đạo đức, ý thức về tôn giáo, nghệ thuật hoặc là triết học, với ý thức khoa học.
mối quan hệ giữa tầng mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Thì giữa tồn tại xã hội sẽ có quy định về ý thức xã hội, như là tồn tại xã hội quy định nội dung, bản chất và xu hướng vận động của ý thức xã hội nè. Tồn tại xã hội là thay đổi, là điều kiện tiên quyết để quyết định ý thức của xã hội. Ví dụ như ngày xưa thì thời kỳ phong kiến và dân phong kiến thì có xu hướng là trọng nam khinh nữ, là việc đàn ông là lo việc nước, lo việc kiếm tiền, phụ nữ thì phải nữ công gia chánh, hoặc là phải lo việc trong nhà. Thì bây giờ thì xã hội chúng ta phát triển hơn thì nam nữ trở nên bình đẳng hơn, phụ nữ cũng có thể làm việc nước. Ví dụ như bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng có thể trở thành chủ tịch quốc hội của nước ta. Đây là một số lãnh đạo tiêu biểu của nước Đức là cũng là phụ nữ. Tính độc lập tương đối thì giữa ý thức xã hội có thể là lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội. Ví dụ như thì các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện tại cũng có một số các quy định khá là lạc hậu, như là tục gì em không nhớ lắm, nhưng mà có một cái tục mà cái gì chỉ không ước giữa mấy đứa con nít với nhau á, hay là tục tảo hôn, dạ là tục tảo hôn, hoặc là cái ví dụ như có việc chữa bệnh bằng mời thầy cúng sen. Tiếp theo là ý thức xã hội cũng có thể vượt trước tồn tại xã hội. Thì cái này thì em, cái ví dụ của em thì nó, em cảm giác là nó hơi sai chút. Ví dụ như là ngày xưa thì người ta không có nghĩ là trái đất quay quanh mà quay quanh mặt trời, mà tất cả các hành tinh xung quanh thì nó sẽ quay quanh mặt trời. Và cuối cùng là tính độc lập tương đối, cuối cùng là ý thức xã hội có tính kế thừa. Ý thức xã hội kế thừa các quan điểm lý luận của mỗi tồn tại tạo trước, trên cơ sở kế thừa thành tựu của thời đại trước. Ví dụ như truyền thống yêu nước của dân tộc ta, hay là một số phong tục như là việc ăn Tết chẳng hạn. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ xét đến câu hỏi là nguồn gốc của tinh thần yêu nước Việt Nam đến từ đâu. Thì mình sẽ xét theo hai thời kỳ chính, đó là thời chiến và thời bình. Giờ thời chiến, khi mà bị xâm lược thì điều kiện vật chất mình thiếu thốn, hay nhưng mà dân tộc ta vẫn đứng lên giành lại độc lập, tích cực theo đấu tranh để bảo vệ đất nước. Đây là trong thời bình thì khi mà dân tộc ta bị dân tộc ta thì hay chơi quá nói là ví dụ như miền Trung bị bão lụt năm ngoái, thì có trong cái thời kỳ Covid thì có rất nhiều cái doanh nghiệp hoặc là các tổ chức cá nhân đứng lên quyên góp hỗ trợ cho người khó khăn, hoặc là các mặt trận chống dịch.
dùng ít hay là dùng nhiều. Thì mối quan hệ đó là thể hiện cho việc tinh thần yêu nước có việc thay đổi qua các thời kỳ lịch sử. Dù có thay đổi qua thời kỳ lịch sử hay là nguồn gốc xuất phát thì tinh thần yêu nước của dân tộc ta không đổi. À, đến đây thì bài thuyết trình của mình xin hết. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn nhóm ha. Thực chất là mới đầu thì nhìn nó thì tưởng là mấy bạn sẽ đọc hết cái đó rồi trình bày thôi. Tại vì mấy nhóm kia đi 2 3 lần rồi, giờ kia nó thuyết trình là nó chắc nó chửi thầy chết. Nhưng mà rõ ràng là cái phần thuyết trình của Hải á, không biết Hải đang bị gì hả? Mà không biết Hải sao run dữ ta. Và thấy là đưa ví dụ nhiều lắm luôn. Mỗi cái từng cái đều đưa ra những cái ví dụ phù hợp hết. Ok, rất ok luôn ha. Rồi mời show cái Erones lên và cái bạn sẽ tiến hành thảo luận với nhau. Thầy sẽ can thiệp khi cần thiết thôi, giờ thầy không can thiệp sâu vào nữa. Dạ, thầy đợi nhóm em chút xíu ạ. Thì ơi thầy, sâu sâu dùm cái màn hình được không? Sao Sơn, dương em Tết quên bót bài gì Sơn? À, chưa bót thì thầy cũng chưa coi lại, chưa bót thì thầy cũng chưa điểm nữa nha. Bạn thấy màn hình của mình chưa? Thì đầu tiên đối với câu hỏi số 1 thì mình trả lời là tại sao nói ý thức xã hội kìm hãm cái sự tồn tại kìm hãm tồn tại xã hội. Thì để nói về cái đó thì chúng ta sẽ xét về tính độc lập tương đối của ý thức xã hội. Thì do cái ý thức xã hội á, nó thường lạc hậu so với cái tồn tại xã hội. Thế nên mình nghĩ đây là yếu tố mà nó kìm hãm cái sự tồn tại của xã hội. Vì một đó là do cái bản chất của ý thức xã hội á, nó chỉ phản ánh cái tồn tại xã hội, cho nên nói chung cái ý thức xã hội á chỉ có thể biến đổi sau khi có cái sự biến đổi của cái sự tồn tại xã hội. Còn mặt khác á, cái sự biến đổi của tồn tại xã hội do sự tác động mạnh mẽ thường xuyên và trực tiếp của các hoạt động thực tiễn, thì nó sẽ cái ý thức đó không thể phản ánh kịp. Cái thứ hai á là do sức mạnh của thói quen, truyền thống, tập quán, và cái thứ ba á là cái ý thức xã hội thì nó gắn với cái lợi ích nhóm. Thì đấy, không biết bạn nào đặt câu hỏi cho cái phần này. Ok, xin cảm ơn bạn. Rồi. Tiếp đến là câu này ta.
từ tính độc lập của tương đối ý thức xã hội, phân tích vai trò của văn hóa doanh nghiệp. Câu này, từ tính độc lập tương đối của ý thức xã hội, phân tích vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Cho mình hỏi cái là, ý là văn hóa doanh nghiệp ở đây là gì ta? Mình chưa hiểu cái văn hóa doanh nghiệp lắm, vì mình chưa phải là doanh nghiệp hay là cái gì cả. Nên có, ai hỏi con này giúp mình phải xíu không? Văn hóa doanh nghiệp đây có nghĩa là cái kỷ luật rồi tác phong, quan hệ giữa các nhân viên trong doanh nghiệp các bạn, làm đúng giờ và gì đó, một môi trường trong doanh nghiệp đó. Okay. Về mấy cái đó thì để nói về mấy cái đó dựa trên cái tính tương đối, tính độc lập tương đối của ý thức xã hội thì nói về vai trò của nó hả? Thì mình nghĩ là thì mỗi cái doanh nghiệp của chúng ta á, thì đúng là nếu như mà nó sẽ có mỗi cái văn hóa khác nhau trong cái mỗi doanh nghiệp đó. Ví dụ như là doanh nghiệp FPT thì họ có cái văn hóa hồi trước mình hỏi đó là họ có cái văn hóa đó là về tự do, họ có thể tự tự do ngôn luận trong đó, tức là họ có thể tranh luận với nhau tự do thoải mái, trao đổi những kiến thức hay là những cái lựa chọn của họ. Và cái này để mà dựa trên và nó được dựa trên cái sự phát triển của ý thức xã hội, thì cái vật chất, cái đời sống tinh thần của xã hội và phát triển của cái đời sống vật chất đó là sao ta? Họ không thể giờ này giống thầy gợi ý cho mình ha. Ví dụ như bây giờ muốn nâng cao tác phong kỷ luật làm việc của người lao động trong cái công ty đó, thì đó là ý thức của một cộng đồng người đó, thì phải làm sao? Thì họ phải có ý thức về nhóm. Không, bây giờ từ cái nãy nhóm nó là tồn tại xã hội, quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của thức xã hội luôn á, cả hai đó luôn. Vậy thì nếu như muốn nâng cao cái tinh thần làm việc, nâng cao cái ý thức tác phong văn hóa làm việc ngày càng tốt hơn của những người lao động trong một công ty thì mình phải làm sao? Và đồng thời á, nếu như một công ty nó phát triển một cái chừng mực nào đó lớn mạnh mà cái tư tưởng, cái tác phong, cái lề lối làm việc của nhân viên vẫn ở một cái mức thấp trước kia thì ảnh hưởng như thế nào đến sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp đó? Thầy muốn nâng cao ý thức thì đi chế trừ lương thôi. Cứ đánh vào kinh tế là nó nâng cao hết đó thầy. Ừ, đúng rồi, đi trễ trừ lương. Vậy giải thích theo cái tồn tại xã hội, định ý thức xã hội coi. Thì em nghĩ là cái này là dựa vào ý thứ hai, đó là ý thức xã hội có thể vượt trước sự tồn tại của xã hội, đúng thầy. Rồi ngoài ra thì nó còn có tính kế thừa. Kế thừa là tại vì khi mà mình chưa có được cái ý thức trước đó thì khi mà mình vào cái công ty đó rồi mình phải kế thừa lại cái sự phát triển của nó, khi đó thì mình mới đi đúng với cái gọi là tác phong lề lối của công ty. Còn cái ý thứ nhất thì do sự vận động và phát triển liên tục của cái doanh nghiệp đó, thế nên cái đôi khi cái ý thức của chúng ta
nó bị lạc hậu so với cái tồn tại xã hội. Vì thế nó có vai trò quan trọng đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp. À, Vân, Vân đặt câu hỏi này đúng không? Vân thấy ok không? À, em chưa thấy ok này. Chưa thấy mà đặt câu hỏi tiếp. Ok chỗ này nha. Mình thấy bạn là chưa có làm rõ được ý là như thầy hỏi là bạn nên doanh nghiệp mình nên làm như thế nào xong rồi để nó lớn, nếu mà mình nó lớn mạnh á thì doanh nghiệp mình nên làm như thế nào để cho được là cái văn hóa doanh nghiệp mình nó phát triển cho cái thì mình trả lời cái ý này luôn, đó là dựa vào cái tính độc lập tương đối của ý thức xã hội á, thì cái ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn tại xã hội. Thì nó khác nhau, đó là cái ở tầm nhìn. Thì mình nghĩ ở đây là có cái tầm nhìn của chúng ta nó như thế nào thì tùy vào từng doanh nghiệp, nó sẽ định hướng, nó có cái gọi là có cái chất lượng, ví dụ mình gọi là chất lượng của sản phẩm đi, ví dụ thế, thì nó sẽ bạn xác định nó như thế nào thì nó sẽ như thế đấy, nó sẽ đạt được một chất lượng như thế và mình phát triển. Thế nên người ta nói mới nói là ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn tại xã hội. Thì đấy, mình là dựa vào cái tầm nhìn để phát triển cho một cái doanh nghiệp đó. Bạn còn ý khác nào không ạ? À, bạn Tân. À, rồi mình cảm ơn câu trả lời của nhóm bạn. Trời ơi, dễ dãi quá vậy Tân. Các bạn nghe sao? Em nghĩ là thì nếu mà muốn phát triển doanh nghiệp thì nó cần phải có nhiều yếu tố, như là yếu tố về vật chất hay là tinh thần thì đều phải phát triển. Như là thì muốn nâng cao văn hóa doanh nghiệp thì đầu tiên phải nâng cao các trình độ của người lao động. Phải học ý thức thì văn hóa doanh nghiệp phải tác động đến là trình độ, phải làm nâng cao được trình độ ý thức của các người đó, đặt ra các luật lệ để phát triển các quan hệ rồi tác phong kỷ luật, thì từ đó doanh nghiệp mới phát triển được thôi. Ừ, đúng rồi, chính xác. Nhưng mà thầy có ý kiến như này mới được. Mình thấy là một cái doanh nghiệp nào đó mà cái ý thức của những người nhân viên ở trong đó, thậm chí là ý thức của lãnh đạo đó, nhất là những doanh nghiệp nhà nước đó, mà không đổi mới là nó cứ trì trệ, nó cứ vậy hoài. Đúng không? Muốn một doanh nghiệp thì lúc đó là mình đang thấy là ý thức xã hội á, nó phản ánh, nó lạc hậu hơn, cho nó mới kìm hãm sự phát triển của cái doanh nghiệp đó. Vậy thì việc của mình á, nếu như mà mình muốn thay đổi ý thức của một cộng đồng người thì mình phải xuất phát từ quyền lợi về kinh tế hay là những điều kiện vật chất, cải thiện được đời sống vật chất của họ, thì tự nhiên ý thức của họ cũng sẽ tăng lên. Và cái việc mình đặt ra những cái luật lệ để mình trừ lương như nãy mấy bạn nói á, thực chất là cái bước cuối cùng để mình có thể đảm bảo cái quyền lực của mình thôi. Còn những doanh nghiệp mà tiên tiến là họ hiểu rõ cái vấn đề này lắm, cho nên họ bằng mọi cách cho nhân viên được sống một cuộc sống thoải mái nhất về vật chất, về tinh thần. Đúng không? Cho họ sống một cuộc sống thoải mái nhất về vật chất, về tinh thần. Nói chung công ty càng phát triển lợi nhuận càng nhiều, hay là cái giá thành sản phẩm có thể tăng lên nữa, thì mình hãy tăng lên để lấy cái tiền đó đưa về làm những cái phúc lợi cho nhân viên thông qua cái việc mà họ làm mỗi ngày á, họ cống hiến hết sức mình mà cái lợi ích vật chất họ ngày càng nhiều hơn, cái cuộc sống của họ ngày càng nâng cao hơn và cái tinh thần của họ được chăm sóc nhiều hơn, thì tự nhiên cái ý thức của họ trong làm việc nó sẽ phấn khởi hơn và tốt hơn. Còn nếu như mà nói mà chỉ chăm chăm vào cái việc mà làm sai tiền lương đó là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản đó mới đó. Còn những người như bây giờ là những doanh nghiệp tiến bộ giống như FPT mình chứ, đúng rồi đó, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của mọi người ngày càng phong phú và được nâng cao không ngừng lên, thì lúc đó tự nhiên mọi người sẽ có một ý thức làm việc, một tinh thần làm việc, thậm chí cải tiến cái sức lao động của mình tốt hơn, đúng không? Rồi, ok, tiếp tục nha. Tiếp tục thì mình xin tiếp với câu hỏi, đó là khi một đứa trẻ sinh ra thì tinh thần yêu nước được người lớn dưỡng dục bọn nó như thế nào? Khi mà một đứa trẻ sinh ra thì
nó sẽ, mình nghĩ là nó thứ nhất đó là nó chưa có ý thức được về cái tinh thần của yêu nước của nó là của cái đứa trẻ đó là gì. Thì thông qua cái việc đó là học hỏi lịch sử này, rồi được ông bà kể lại hay là được bố mẹ dạy cho chúng ta chính ngay ở trong gia đình, thì gia đình chúng ta đã dưỡng dục họ, dưỡng dục đứa trẻ đó như thế. Ngoài ra thì ngoài ra cái tinh thần yêu nước thì nó còn đến từ những cái hành động xung quanh. Ví dụ như là như hồi nãy có nhóm mình có nói hồi nãy đó là về cái bão lũ miền Trung, hay là trong chính cái thời đại Covid này thì chúng ta đã giúp đỡ nhau vượt qua cái khó khăn trong cái thời bình hiện tại. Thì đấy, đó là khi mà một đứa trẻ sinh ra thì cái tinh thần yêu nước và gia đình đã dưỡng dục những người trẻ như thế. Thì không biết bạn nào hỏi câu này có thể cho mình xin ý kiến được, mình trả lời vậy được chưa ạ? Mình đồng ý ý. Ok. Mình cảm ơn bạn. Rồi tiếp đến đó là khi nói tư tưởng tiên tiến có thể đi trước tồn tại xã hội, thì có phải xã hội thì có phải ý thức xã hội không còn bị tồn tại, không còn bị tồn tại xã hội quyết định nữa không, là sao ta? Tức là cái quy luật mình học đó là tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Vậy nếu ý thức tự nó có thể đi trước thì có phải nó không phụ thuộc vào sự quyết định của tồn tại xã hội nữa không? Nhưng mà cái ý thức xã hội này nó lại dựa vào cái tồn tại xã hội, thì ý thức xã hội, cái ý thức cái phải tại. Rồi, mấy bạn khác trong lớp có ai trợ giúp nhóm không nè? Không còn bị tồn tại xã hội quyết định nữa không? Theo em là Giờ mình lấy ví dụ ha. Ví dụ như là rõ ràng là đời sống vật chất của Việt Nam là đời sống vật chất lúc trước năm 1945 đang là quan hệ sản xuất phong kiến, phương thức sản xuất phong kiến, đúng không? Đó là tồn tại xã hội đó. Rồi cái ý thức về chính trị của chúng ta năm 1945 theo đường lối chủ nghĩa Mác Lênin tiến lên chủ nghĩa xã hội, đó chính là cái đó là cái khoa học về chính trị thì nó gọi là hình thái ý thức xã hội. Vậy thì rõ ràng nếu mà từ phong kiến mà tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội là nó bỏ qua tư bản chủ nghĩa rồi, bỏ qua một giai đoạn phát triển của xã hội rồi, mà trong khi lúc đó rõ ràng mình đang là kinh mình đang là phong kiến mà sao giờ ý thức xã hội nó lại vượt trước lên tới chủ nghĩa xã hội rồi. Vậy có phải là người dân ăn mặc ở sinh sống như thế nào thì chính trị nó không thèm quan tâm không, hiểu không? Hay là cái con virus corona bỗng dưng bây giờ là nó đang phát triển mà khoa học cứ tìm tòi nghiên cứu rồi xong là họ dự đoán rằng là con nó sẽ tự nó đột biến tới khi nào nó tự tiêu vong thì thôi, mà hiện tại nó đâu tiêu vong đâu, cái tồn tại thực tế của nó giờ nó đâu tiêu nó chưa tiêu vong mà sao họ dự đoán trước được. Vậy có phải là cái dự đoán họ đã tách rời cái tồn tại xã hội bây giờ, hiểu không? Hay là bây giờ là mình thấy là
mình đang sống một cuộc sống phụ thuộc vào cha mẹ này, thậm chí sống một sống nghèo nàn đi, nhưng mà ý thức của mình dự đoán rằng khoảng 10 năm nữa, 20 năm nữa là mình sẽ giàu có. Nó là ý thức xã hội nó đi trước tồn tại xã hội luôn á. Vậy là nó không bị phụ thuộc vào cái sự tồn tại của xã hội. Đúng vậy. Vậy các con nói, các bạn đã hỏi câu nói vậy đúng không? Theo em thì khi nói dạ đúng vậy, thì nó cái ý thức xã hội này nó vượt trước so với cái tồn tại của xã hội, thế nên nó không còn bị phụ thuộc vào cái sự quyết định của sự tồn tại xã hội đó. Và nó sẽ giải quyết những cái gọi là nhiệm vụ để phát triển trong tương lai và ra đời cái mới. Rồi sao mấy bạn khác trong lớp, sao mấy đứa? Mấy đứa tranh luận đi, thầy còn điểm riêng cho mình nữa nè. Cái câu này chưa xong. Sao ta, nó nói vậy nó đúng không ta? Nó thiếu chặt chẽ quá thầy. Ví dụ như giờ mình đàn ông mà mình ý thức của mình cho rằng là 10 năm nữa là mình sẽ tự sinh con được, được không? Dạ được. Trời, được luôn hả? Thì nhưng mà ý thức của mình thì không, ý thức mình học ở phần trước, ý thức phải phản ánh đúng hiện thực khách quan chứ không phản ánh sai. Dạ. Vậy giờ này mấy đứa, mình có thể dự đoán trước đúng không? Tự nhiên giờ thầy ngồi đây thầy nói là ngày mai tận thế chết hết, tin không? Ai tin vô tay? Không ai tin cả, đúng không? Nhưng mà nếu như thầy có một cái nghiên cứu khoa học nào đó căn cứ vào tình hình thực tiễn bây giờ nè, ví dụ như là đang quan sát thấy một cái thiên thạch rộng mấy triệu km vuông nó đang lao thẳng về trái đất, rồi xong đưa ra một cái dự báo là ngày mai trái đất diệt vong, giờ tin không? Tin không? Không tin luôn. Để tin thầy. Tin. Đang thấy. Vậy thì mình thấy á, ý thức xã hội nó sẽ có thể vượt trước tồn tại xã hội. Tuy nhiên suy đến cùng nó vẫn bị sự tác động của tồn tại xã hội hiện thời. Ví dụ như là chủ nghĩa Marx Lenin là dự báo rằng tương lai, chủ nghĩa Marx Lenin là một cái hệ tư tưởng xã hội, là một trong những cái ý thức xã hội đó, những cái trình độ cao nhất của ý thức xã hội đó, cho rằng xã hội tương lai sẽ là một xã hội cộng sản chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ người bóc lột người. Đó, cái đó là ý thức xã hội đi trước tồn tại xã hội. Tại bây giờ mình chưa đi tới đó mà, đúng không? Bây giờ mình chưa có nền phát triển công nghiệp cao mà, đúng không? Cả thế giới vẫn chưa cao đến mức đó đâu. Nhưng mà ổng đưa ra được cái lý luận đó là ổng phải trên cơ sở phân tích thực tiễn cái xã hội bây giờ, khi mà lực lượng sản xuất được giải phóng thật là mạnh mẽ lên, khi mà cái sự tập trung tư bản ngày càng đông lên, ngày càng nhiều lên, làm cho cái giai cấp công nhân trong xã hội ngày càng đông đảo hơn, trong khi những người nắm giữ những của cải xã hội họ ít làm nhưng mà họ lại có được cái tiền nhiều hơn, thì đó là mâu thuẫn. Và tương lai khi xã hội phát triển đến một cái trình độ nhất định thì nhất định cái mâu thuẫn nó sẽ được giải quyết theo cái hướng mà ổng dự đoán như thế. Thì rõ ràng cho dù mình có thể đưa ra một dự đoán, đúng không, là mình có thể vượt trước về sự tồn tại ý thức xã hội, nhưng mà dự đoán đó của mình phải căn cứ vào một cái tồn tại xã hội cụ thể bây giờ đó là cái gì, đúng không? Cho nên ý thức có thể vượt trước, tuy nhiên suy cho cùng nó vẫn phụ thuộc vào cái tồn tại xã hội hiện thời. Cho nên cái quy luật nó mới đúng, nên quy luật là chắc chắn phải đúng, quy luật là không thể sai được. Theo mình thì khi nói tư tưởng tiên tiến có thể đi trước tồn tại xã hội gì, dự kiến được cái quá trình khách quan của sự phát triển xã hội, thì không có nghĩa rằng nói trường hợp này thức xã hội không còn về tồn tại quy định nữa. Tư tưởng hoặc tiên tiến không thoát ly tồn tại xã hội mà phản ánh chính xác sâu sắc tồn tại xã hội, tồn tại quyết định ý thức, nhưng thức xã hội có tính độc lập, tương đối thậm chí đôi khi vượt trước. Đúng rồi đó, câu này của đứa nào ta? Ok, chính xác rồi. Nó phải căn cứ vào bây giờ, rồi nó tìm ra bản chất, tìm ra quy luật ở trong cái tồn tại xã hội bây giờ, xong nó mới dự đoán xã hội tương lai được, chứ không phải tự nhiên đụng cái dự đoán được, hiểu không? Dạ. Ok, tiếp đi đó. Mình xin cảm ơn câu hỏi, xin cảm ơn thầy và câu hỏi của bạn.
Rồi mình xin tiếp đến câu câu này. Mình sống trong nhà nói chuyện khác với sống trong nhà tranh. Bạn nghĩ sao về câu nói này? Người sống trong nhà nói chuyện khác với, thì mình nghĩ là cái câu nói này thì cái đặt vào cái hoàn cảnh thì rõ ràng hai cái hoàn cảnh nó sẽ khác nhau. Tức là một đó là nhà ngói, còn hai đó là cái nhà tranh. Thì đương nhiên ví dụ như là mình là dân kỹ thuật đi thì mình sẽ nói những vấn đề về kỹ thuật nhiều hơn so với cái gọi là cái xã hội. Rồi thế nên cái những cái giao tiếp hàng ngày của chúng ta, thói quen hàng ngày của chúng ta nó cũng sẽ khác so với những người còn lại trong cái trong các cái cộng đồng khác. Và đôi khi họ còn có những cái gọi là có những cái quan điểm khác nhau. Thì đấy là những gì nhóm mình nghĩ về, mình nghĩ về cái câu nói như thế này. Không biết bạn ok chưa? Của nhóm này nãy giờ thấy có mình Lộc làm việc hả Lộc? Dạ em không biết bạn Thành đi đâu rồi nên thôi cứ để không sao đâu thầy. Thế thì ok, cảm ơn bạn. Tinh thần yêu nước có phải do một phần của chính trị đất nước đó tạo nên hay không? Tinh thần yêu nước, chính trị đất nước là gì ta? Là những cái căn bản. Thầy ơi, cho em hỏi xí được không Ok. ạ? Cái chính trị đất nước đó thầy, là thường là những cái mà chính sách cai quản của bên nhà nước, bên đảng cầm quyền mình đúng không? À đúng rồi, chính trị là nói đến chính đảng á. Hôm bữa mình học á, chính trị là một hình thái thức xã hội được biểu hiện qua một thiết chế này là đảng chính trị. Theo mình vậy thì theo 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 mình nghĩ thì cái tinh thần yêu nước nó cái chính trị này nó cũng góp một phần vào trong cái tinh thần yêu nước này, tức là tạo nên được cái tinh thần yêu nước này vì cái đường lối chính sách của đảng và nhà nước đó là góp phần thúc đẩy phát triển giúp cho gọi là nhân dân của mình được có đời sống ấm no nhất có thể. Thì vừa rồi như là đợt dịch Covid thì đấy nhờ đảng và nhà nước đã có một cái gọi là cái gì ta, cái sự kêu gọi ủng hộ tiền về Covid đó, thì được và được nhân dân tăng hưởng ứng. Thì đó là một cái điều cái thể hiện cái chính cái gọi là chính sách của đất nước ta. Và mình thấy thì cái tinh thần yêu nước có ở trong cái chính sách của chúng ta. Không biết bạn nào đặt câu hỏi này ok chưa? Ok, mình cảm ơn câu hỏi của nhóm bạn. Tiếp đến đó là trong cái ý thức xã hội có hai cái cấp độ
đó là tâm lý xã hội và hệ tư tưởng. Theo bạn thì cấp độ nào phản ánh xã hội sâu sắc hơn? Ý thức xã hội hả? Cấp độ nào phản ánh ý thức xã hội sâu sắc hơn? Vì sao? Cho mình xí thời gian để mình xem lại con này xí. Mình xin nhắc lại cái tâm lý xã hội là gì. Cái tâm lý xã hội đó là toàn bộ đời sống tình cảm, tâm can, khát vọng, ý chí của những cộng đồng người nhất định. Nó là sự phản ánh trực tiếp và tự phát đối với hoàn cảnh sống của họ. Và một cái đó là hệ tư tưởng xã hội, là toàn bộ các cái hệ thống quan niệm, quan điểm xã hội như là chính trị, triết học, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo. Nó là sự phản ánh gián tiếp và tự giác đối với cái tồn tại xã hội. Thì cái này rõ ràng là khác nhau rồi, nhưng trong cái gọi là cái xã hội giai cấp thì cái hệ tư tưởng cái hệ tư tưởng đó, cái thì theo mình tìm hiểu đó, thì mỗi giai cấp đó, thì nó đều có cái gọi là đặc trưng riêng của họ, cái đời sống tinh thần riêng của họ, và đương nhiên vì thế họ cũng có những cái hệ tư tưởng riêng cho họ. Ví dụ như là những người dân tộc đồng bào thì họ có cái những cái văn hóa cồng chiêng hay là cái gì đó. Còn thế này, rồi và nó và nó có ảnh hưởng tới cái và rõ ràng và rõ ràng á, cái hệ tư tưởng này nó phản ánh cái ý thức xã hội sâu sắc hơn. Còn cái tâm lý xã hội thì nó chỉ tâm lý xã hội nó chỉ nói lên trong một cái cộng đồng người nhất định thôi. Nó gọi là sao ta? Trong mỗi cái hoàn cảnh, trong mỗi cái hoàn cảnh thì của mỗi người thì nó sẽ khác nhau. Thì đấy, nhưng mà theo mình là cái hệ tư tưởng nó phản ánh cái được cái ý thức xã hội sâu sắc hơn. Các bạn nào có hỏi sao nè, ok không? Các bạn cứ nói đi, không sao hết. Cái ý thức xã hội là... Các bạn nào có hỏi đâu hả ta?
Hiếu đâu rồi Hiếu? Hiếu còn đây mà đâu mất tiêu rồi. Cái này nhóm giải thích cũng đúng rồi đó nhóm. Kiểu như là tâm lý xã hội đó là nó toàn bộ những cái tình cảm, những nếp sống, những nếp nghĩ của một cái xã hội, cộng đồng người nhất định. Đúng không? Thì nó phong phú đa dạng hơn. Tại vì mỗi người á, họ sẽ có những cái tâm lý khác nhau và tạo thành những cái tâm lý chung của họ mới tạo thành tâm lý xã hội. Thì nó phong phú và đa dạng hơn. Còn hệ tư tưởng là sau khi những cái tâm lý đó nó đúng, nó chính xác và nó có thể liên kết được với nhau thì nó sẽ tạo thành lý luận và tập hợp tất cả những lý luận sẽ tạo thành hệ tư tưởng. Cho nên là hệ tư tưởng nó mang cái tính chất là sâu sắc hơn, bản chất hơn. Còn cái tâm lý xã hội nó mang cái tính chất là phong phú và đa dạng hơn. À. Dạ rồi, em cảm ơn thầy. Rồi người dân em tiếp tục. Câu hỏi tiếp theo đó là người dân miền Bắc có xu hướng tiết kiệm ngược lại, người dân miền Nam lại phóng khoáng, cởi mở trong các chi tiêu. Nhóm bạn nghĩ sao về câu này? Thì nhóm mình mình thôi anh mình thì mình nghĩ câu này nó đúng thôi. Thì tùy mỗi vùng mà chúng ta có gọi là cách chi tiêu khác nhau. Miền Bắc là tại vì mình không biết từ do đâu mà miền Bắc họ lại có xu hướng tiết kiệm nhiều hơn, nhưng mà có lẽ là cái sự phát triển ở bên đó nó có thể là tốt hơn à, hay là sao đấy, thế nên họ gọi là chê ly trong từng cái khâu tiêu tiền. Còn đối với người miền Nam thì cái về mặt xã hội á, thì họ gọi là tình cảm hơn, họ sống tình cảm hơn, thế nên đôi khi người ta phóng khoáng hơn và họ dễ dàng cho đi và không nhận lại. Thì đấy, vậy là nói miền dân miền Bắc là vô cảm, còn dân miền Nam là dễ dãi đúng không? Không, họ em gọi là tiết kiệm ở chi ly hết thầy, không phải, không biết đúng không, không biết dùng từ sao hết thầy. Mà tại sao? Tại sao vậy mấy đứa? Tại sao ta? Quay trở lại nguyên lý của mình là tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Tồn tại xã hội là cái gì? Thì do cái tồn tại, do cái sự tồn tại của xã hội nó sẽ quyết định đến cái ý thức, tức là một phần nào đó thì ở trong và bên miền Bắc gọi là có những miếng đất đi thì nó rất đắt đỏ, chi tiêu về mặt những vật chất đó nó có giá thành quá cao, nên đâm ra người miền Bắc á, thì họ sẽ tiết kiệm trong cái từng khâu chi tiêu của mình. Còn miền Nam họ cũng vậy, nhưng một phần nào đó không bằng cái ở bên miền Bắc, thế nên người ta nói người dân miền Nam thường phóng khoáng hơn và cởi mở hơn trong cái cách chi tiêu. Đó, các bạn nào có thở ok không nè? Đây mình còn thiếu người miền Trung mới được. Ok rồi, ok. Thôi, à, chắc dừng ở đây ha, thầy nói một chút cái câu luôn kia luôn cho rồi thầy đi vào nội dung để hết giờ. Ở đây mình thiếu người miền Trung nữa nha. À, dân miền Bắc thì có vẻ là keo kiệt á, chứ dân miền Trung là họ cần cù lắm. Cái mấy đứa có thấy là dân miền Trung mới là cái vùng đất đó không biết là địa linh nhân kiệt gì đó, nó xuất hiện toàn là nhân tài không? Có thấy không? Xuất hiện những cái người danh nhân kỳ xuất, ví dụ Chủ tịch Hồ Chí Minh nè, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nè, nhà quân sự tài ba trong top 10 thế giới, rồi danh nhân văn hóa thế giới, rồi dân miền Trung mà đi thi toán nó năm nào cũng có giải quốc tế hết. Rồi người miền Trung cần cù chịu khó, các bạn có thấy là vô Nam á, mà mình nghe đứa nào mà nó tiếng Bình Định hay tiếng Quẩn á, là nó vô đấy làm dữ lắm, nó cực lực lắm, nó năng nổ lắm,
và đa phần là như vậy, chứ không phải tất cả đều như vậy nha, đa phần mình thấy là như thế. Vậy thì mình biết cái tồn tại xã hội để quyết định đến thức xã hội đúng không? À, vậy tồn tại xã hội nó là những cái gì đó, là về phương thức sản xuất nè, về điều kiện tự nhiên, khí hậu nè, rồi về mật độ dân cư rồi vân vân nè. Vậy thì con người Việt Nam mình, ở những cái người ở miền Trung á, miền Bắc á, thì mấy đứa thấy là khu đó chủ yếu là đồi núi, nhất là miền Trung á, đồi núi đồng bằng thì rất ít, tài nguyên khoáng sản thì cũng không có nhiều mà lấn với biển, và thường xuyên cái gánh miền Trung là ở miền Bắc thì còn có cái đảo Hải Nam của Trung Quốc nó che bớt, ở miền Nam thì cái gì mình thấy bản đồ miền Nam nó lờ sang phía sau rồi, còn miền Trung là nó gánh hết, bao nhiêu thiên tai lũ lụt là gánh hết, nhiều khi làm cả một năm trời tài sản trong nhà bỗng dưng qua một đêm mới trôi ra ngoài đường hết trơn luôn, và thậm chí mất mạng nữa. Chính cái sự khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên, cái sự khắc nghiệt trong đời sống vật chất, cho nên họ có một cái tinh thần cần cù lao động và tiết kiệm hơn. Còn người dân Việt Nam mình á, người Nam mình á, là thiên nhiên ban tặng cho những cái trù phú quá, sản xuất dễ dàng quá, nhiều khi ăn một cái trái mít xong dục cái hộp mít ra ngoài đồng thôi là 2-3 năm sau tự nhiên có mít ăn nữa, đúng không? Nhiều khi ở nhà không có tiền, không cần đâu, mày cứ bắt cơm lên đi, ba ra ngoài đìa ba dở mấy cái, có mấy con cá về kho ăn, không cần gì hết. Cho nên tạo nên cái tính tình của họ là hào sản, hào sản, và từ đó họ cái cách chi tiêu của họ nó hào sản theo. Nó là mình giải thích cho cái tồn tại xã hội, quyết định đến xã hội á. Ok ông lớp. Rồi vậy thì hãy đi một chút lý thuyết ha, các bạn cứ vote điểm đi, và thấy cái phần làm việc hôm nay mình rất là ok luôn, rất là tốt luôn ha. Cảm ơn nhóm thuyết trình và cảm ơn các bạn rất nhiều. À, mình làm như vậy đó để mình thấy được cái nội dung kiến thức của mình đó, nó gần gũi với mình hơn, hơn là cái thầy dạy lý thuyết không, cho nên là thầy cho nó kiến thức ít lắm, bữa nay kiến thức ít lắm, cho nên là cho các bạn nó 1 tiếng đồng hồ luôn. Vậy thì thầy nói là một xíu để củng cố là cái nền tảng kiến thức mà hồi nãy giờ mình học á, giờ đến giờ mình thảo luận với nhau á, cho nó chắc chắn một chút để mình tránh cái việc hiểu lầm ha. Là mình có tồn tại xã hội và ý thức xã hội là những cái gì đó. À, vậy thì nhóm nói rất rõ rồi, đúng không? Tồn tại xã hội là điều kiện sinh sống, điều kiện vật chất gì đó vân vân. À, vậy thì tồn tại xã hội nó nói đến cái phương diện sinh hoạt vật chất và các điều kiện sinh hoạt vật chất, tức là nó nói tới cái mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và con người với con người trong quá trình tạo ra của cả vật chất, đúng không? Và mình cái phương diện vật chất mình thường hiểu như là cái cộng đồng người đó, cái xã hội đó, họ ăn cái gì, họ mặc cái gì, họ ở đâu, đúng không? Họ lao động ra sao, họ sử dụng cái gì lao động, cái nguồn tài nguyên mà họ lấy đó, cái nguồn nguyên vật liệu họ lấy đó là cái gì, và khí hậu ở cái vùng họ ở, cái điều kiện tự nhiên địa lý của họ như thế nào, thì nó sẽ tạo thành cái đời sống vật chất của họ như thế đó, đúng không? Ví dụ như là dân Việt Nam mình đó, cái phương thức sản xuất lâu đời nhất của mình là phương thức sản xuất nông nghiệp. À, mà phương thức sản xuất nông nghiệp đó chịu tác động bởi vị trí địa lý của mình là khí hậu nhiệt đới gió mùa, cộng thêm cái việc là mình có nhiều sông ngòi hình thành cho trồng lúa nước. Và thứ ba, chính vì cái phương thức sản xuất và điều kiện tự nhiên đó, nó làm cho mình đó, khi mà là ở dưới quê mấy đứa thì xa xa toàn là đồng không à, đúng không? Cho nên là thay vì ở nhà một người nhà một đồng đó, thì họ có cái xu hướng là xích lại gần nhau, rồi đồng thì ở ngang xa hơn, là sống quay quần lại nhau theo cái mô hình làng xã làng nước đó. Cho nên ba những cái yếu tố đó nó sẽ tạo thành cái tồn tại xã hội của một cái cộng đồng dân cư nhất định đó. Đó là nói về cái mối quan hệ vật chất, cái mặt vật chất. Còn về cái mặt tinh thần trong xã hội á, cái là tinh thần nó có những cái ý thức. Vậy thì ý thức cá nhân trong cùng một xã hội, đặc điểm, những cái điểm chung còn lại của ý thức cá nhân trong xã hội, nó là hình thành ý thức xã hội. Và mối quan hệ giữa ý thức cá nhân và ý thức xã hội đó là mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng. Ý thức cá nhân là cái riêng và ý thức xã hội là cái chung. Ý thức xã hội mà nếu như được hiểu, ý thức xã hội dùng để chỉ phương diện sinh hoạt tinh thần của xã hội mà nảy sinh trên cái tồn tại xã hội đó, mà phản ánh xã hội. Nói vậy thì lát thầy đưa xong thầy cho ví dụ ha. Ý thức xã hội á, nếu chia theo nội dung phản ánh của nó, tức là chia theo các hình thái thức xã hội, thì chúng ta có những hình thái thức xã hội nhiều lắm. Ví dụ như là chính trị nè, pháp quyền nè, đạo đức nè, tôn giáo, khoa học, văn hóa, phong tục, tập quán, vân vân. Rất nhiều những cái hình thái thức xã hội đó là chia theo chiều dọc. Còn nếu cắt theo chiều ngang á, thì từng cái hình thái thức xã hội nó sẽ có ý thức thông thường và ý thức lý luận. Ý thức thông thường, ví dụ như trong đạo đức đi, là chúng ta thấy là
Tết về á, nhất là những vùng thôn quê á, ba mẹ mình nói là hãy đem quà cáp qua biếu những người hàng xóm nè, bán bà con xa mua láng nhìn gần, tối lửa tắt đèn có nhau, vân vân. Thì đó là cái ý thức thông thường của họ, phản ánh cái đời sống bình thường của họ, là họ có nhu cầu gắn bó và gần gũi với nhau khi mà họ làm nông nghiệp, đúng không? Và phát triển lên cái ý thức lý luận đó là một cái học thuyết hay là một cái lý luận về đạo đức, nhất là đạo đức trong cái tác phong nông nghiệp của họ, là nó có khái niệm nè, khái niệm về làng xã là gì, xóm gì là gì, tình làng nghĩa xóm Việt Nam thì ra sao và tồn tại nhiều đời như thế nào. Thì nói chung nó ra thành khái niệm quy luật rồi bản chất thành một cái lý luận, thì nó là ý thức xã hội lý luận. Và tuy nhiên thì ý thức xã hội lý luận nó chỉ tồn tại tách biệt với nhau. Ví dụ như ý thức xã hội lý luận chính trị, ý thức xã hội lý luận pháp quyền, ý thức xã hội lý luận đạo đức. Tập hợp tất cả những cái ý thức xã hội lý luận về chính trị, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, khoa học, phong tục, tập quán, văn hóa tất tần tật với nhau lại và liên kết nó thành một hệ thống hoàn chỉnh, thì nó trở thành hệ tư tưởng xã hội. Đúng không? Vậy thì ý thức xã hội lý luận có tính hệ thống liên kết chặt chẽ với nhau sẽ trở thành hệ tư tưởng của xã hội. Vậy tức là hệ tư tưởng là nó là ý thức xã hội lý luận ở tất cả cái lĩnh vực, tất cả cái hình thái ý thức xã hội luôn. Rồi, cho nên mới nói có tâm lý xã hội và hệ tư tưởng hồi nãy thầy có nói đó mấy đứa. Và đó là hai trình độ ha, cái này cũng là hai trình độ, tâm lý xã hội trình độ thấp, hệ tư tưởng xã hội là trình độ cao. Và trong xã hội có giai cấp thì ý thức xã hội cũng có tính giai cấp theo. Mình thấy trong một công ty mình đi làm, rõ ràng cái thằng làm chủ là nó có cái xu hướng trong cái văn hóa làm việc của nó là nó bảo vệ cái thành quả của nó, tức là tao không biết mày làm gì làm, miễn sao đem lại đó cho tao thôi, cho mày làm, đúng không? Còn những người làm công á, thì họ thấy được cái nỗi khổ của mình về còn phải cơm áo gạo tiền vợ chồng con cái, cho nên họ mong muốn được thông cảm hơn. Cái văn hóa làm việc của họ nhiều khi nó áp lực nhiều hơn, cho nên là trong xã hội có giai cấp thì cái ý thức xã hội cũng có tính giai cấp, và mâu thuẫn giữa ý thức này giữa giai cấp này với giai cấp khác được thể hiện thông qua mâu thuẫn giữa ý thức của giai cấp thống trị và ý thức của giai cấp vị trị. Cho nên là trong xã hội phong kiến á, mình thấy á, vua chúa họ có ý thức giai cấp của họ, đúng không? Ý thức xã hội về đạo đức của họ là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, và phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, cho nên họ thiết lập một cái kiến trúc thượng tầng dựa trên cái ý thức xã hội mang tính giai cấp đó của họ và áp đặt lên những cái giai cấp khác vị trí. Tuy nhiên thì những giai cấp khác á, ví dụ như là nô lệ hay là nô bộc ở trong cái nô bộc hay là những cái quan lại hay là những cái người thương nhân ở trong những cái xã hội phong kiến á, thì họ rõ ràng có xu hướng là không chịu khuất phục. Họ chỉ vì đạo đức, về chính trị quy định không khuất phục thì bị này bị kia thôi, nhưng họ vẫn muốn được có độc lập tự do hơn. Cho nên là mỗi giai cấp sẽ có những cái hệ ý thức của mình riêng. Và ý thức xã hội quyết định tồn tại xã hội ở chỗ là tồn tại xã hội như thế nào sẽ sản sinh ra ý thức xã hội y như thế ấy. Ý thức xã hội sẽ phản ánh tồn tại xã hội phụ thuộc vào tồn tại xã hội, và khi tồn tại xã hội thay đổi thì ý thức xã hội sẽ thay đổi theo. Khi tồn tại xã hội mất đi thì ý thức xã hội cũng mất đi theo, và tuy nhiên thì ý thức xã hội có tính độc lập tương đối. Vậy tới đây giải quyết là cái suy nghĩ của mình là nguồn gốc tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam có từ đâu. Tới đây mà giải thích tới đây trước đi, là tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Vậy thì tinh thần yêu nước á, mấy đứa có nghĩ là đi nghĩa vụ quân sự có phải không, đi nghĩa vụ quân sự có phải là không yêu nước không mấy đứa? Có ai trong đây nghĩ không nghĩ như vậy giơ tay giùm thầy coi. Không đi nghĩa vụ quân sự không phải là yêu nước. Vậy ai nghĩ như vậy giơ tay giùm thầy. Giờ ai còn ngồi học ở đây giơ tay giùm thầy. Ô là trời. Khổ ghê chưa? Vậy thầy đưa ra một cái tấm bít á. Có ý kiến cho rằng không đi nghĩa vụ quân sự là không yêu nước. Thầy nói xong đó các bạn phản biện thôi coi ha. Tại vì sao? Ngày xưa đó là ông thầy hay dạy, ngày xưa thế hệ của tao á là tao muốn đi nghĩa vụ quân sự thôi, buộc đá vào mình nè, phải khai gian tuổi đi. Ngày xưa là xếp giấy nghiêng lên đường đi đánh giặc, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Rồi khi đi là biết chắc chắn sẽ có vấn đề, thậm chí chết nữa. Cho nên là trong bài thơ Tây Tiến, ông Quang Dũng viết đó là Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùm. Tức là đi mà cái đầu nó bị
bị sốt rét ở trong rừng đó mấy đứa, phải cạo sạch tóc rồi bị xanh cái màu của cái khi mà cái cây nó hô hấp luôn, nó thải ra CO2 nhiều quá là mình bị xanh đó. Rồi gì quân xanh màu lá giữa hoa hồng, mắt trừng gửi mộng qua biên giới để mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Ủa sao ông ở lại đồng bằng đi, là có vợ có chồng mà phải ở ly lên đó để mơ, phải hy sinh hạnh phúc của mình, rồi thậm chí là rải rác biên cương mồ viện xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, rồi sông Mã gầm nên khúc độc hành. Sao bi lụy như thế rồi họ vẫn đi, còn trong xã hội bây giờ tìm mọi cách để trốn nghĩa vụ quân sự. Như vậy có thể kết luận rằng không đi nghĩa vụ quân sự là không yêu nước nữa, đúng hay sai? Không chấm ba cho cái việc phản biện nha. Thầy là em nghĩ là sai thầy. Sao sai chứ Triết? Thế bởi vì giữa cái chẳng hạn như thời chiến đi, bởi vì cái lúc đó là đất nước thì cần người để có thể bảo vệ đất nước của mình, còn bây giờ ngay thời mình đó thì mọi thứ đã thay đổi, cho nên cái việc mà mình yêu nước nó có thể thể hiện ra những cái hoạt động khác để biểu hiện cái tinh thần yêu nước của mình, không nhất thiết là mình phải đi nghĩa vụ là mình mới yêu nước. Thì theo cái đó là ý kiến của em riêng em. À, ok, cảm ơn Triết. À, chính xác rồi đó ha. Các bạn nào có ý kiến bổ sung thêm không nè? Có bạn nào cho là thầy nói đúng không ta? Thầy thấy cũng vậy mà. Thấy mấy ông mà đeo quân hàm quân chương dài từ ở trên cái cổ mà dài xuống như tới lưng quần á, mấy ông cũng nói vậy mà. Vậy thì mình phải hiểu, thứ nhất là yêu nước không chỉ là cái tinh thần thể hiện ra cái việc bảo vệ tổ quốc không. Yêu nước nó xuất phát từ cái tình yêu quê hương, yêu làng xóm, yêu những người thân, yêu những người đồng bào của mình, rồi xong nó mới phát triển lên thành cái tinh thần bảo vệ tổ quốc khi đất nước lâm nguy, đúng không? Và tồn tại xã hội thay đổi thì ý thức xã hội cũng thay đổi theo, đúng không? Khi mà lúc đó rõ ràng là cái đời sống vật chất của họ bị đàn áp nhiều, cho nên là họ có tinh thần quật cường chống lại. Nhưng bây giờ rõ ràng thời bình, đời sống vật chất ngày càng phát triển hơn nữa, thì chúng ta sẽ yêu nước bằng những cách khác, ngoài việc cống hiến cho đất nước của mình. Cho nên không phải đi, không đi nghĩa vụ quân sự là không yêu nước. Thầy nói như vậy tại vì thầy cũng không có đi nghĩa vụ quân sự. Và mình thấy được là tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam á, xuất phát từ cái tồn tại xã hội, từ đời sống vật chất của họ. Thứ nhất là xuất phát từ cái quan hệ sản xuất phong kiến, hay là cái nền sản xuất nông nghiệp á, làm cho họ có nhu cầu gắn bó gần gũi với nhau trong lao động. Hồi xưa người ta làm hay có vần công mấy đứa, không có đi thuê gì đâu. Ví dụ như bữa nay tôi qua nhà xúm nhà, qua nhà anh chị hai đó gặt lúa cho anh chị ha, cái ngày mai qua nhà anh chị ba, ngày mốt qua nhà anh chị tư, từ từ tới lại nhà mình. Cái sự vần công, cái sự gắn kết với nhau trong cái việc sản xuất nông nghiệp á, trong sản xuất nông nghiệp á, cho nên là họ có nhu cầu gắn bó với nhau. Và chính cái dấu hiệu đầu tiên ở cái sự thương yêu làng xã của mình là đặt cái điểm đầu tiên cho cái việc yêu nước. Và sau đó là những cái thời kỳ sau, chúng ta liên tục bị đàn áp về phương thức sản xuất, đàn áp về cái lối sống, đàn áp về đời sống vật chất của mình, cho nên cái ý thức của họ là luôn luôn có tinh thần quật cường để chống lại. Và cái yếu tố thứ ba đó là mình thấy ý thức nó còn có những cái tư tưởng kế thừa, giống như cái câu mà nhóm hồi nãy có trả lời đặt câu hỏi đó. Thế hệ trẻ bây giờ nó không làm nông nghiệp nữa luôn, mà nó cũng không nghèo khổ, nó không đấu tranh, không có bị áp bức gì hết, thì nó có yêu nước hay không? Vậy thì sự kế thừa trong tư tưởng từ thế hệ này qua thế hệ khác, truyền thụ lại cho nhau, và sự tác động giữa các ý thức xã hội với nhau cũng có cái giới hạn quyết định nhất định tương đối đến cái chủ nghĩa yêu nước ở Việt Nam. Vậy thì nãy thầy mình có cái topic này tính nói nè, tại sao giải đất miền Trung thì sinh ra nhiều nhân tài nè, hay là ở phương các tỉnh miền cao Tây Bắc có lại tại sao còn cái hủ tục và phổ biến nè, tảo hôn nãy bạn cũng nói đó, tại vì cũng do tồn tại xã hội thôi, đúng không? Cũng do là ở những người vùng cao này á, cái đời sống vật chất của họ yếu kém lắm, lý do là đồng bằng họ thì ít mà đồi núi thì nhiều, canh tác thì trập trùng, du lịch thì cũng làm hiện giờ cũng đang phát triển thôi, còn công nghiệp thì không thể nào mà đưa công nghiệp lên những vùng núi cao này được hết, đúng không? Là không thể thay đổi về phương thức sản xuất chủ yếu của họ luôn. Thứ hai là mình thấy chính vì cái sự khó khăn trong cái đời sống vật chất, kèm theo họ bị chịu thiếu thốn về những cái điều kiện vật chất khác như là y tế, về giáo dục,
cho nên họ thiếu về giáo dục, họ thiếu về y tế. Thiếu về y tế làm cho cái tuổi thọ của họ giảm sút, và tuổi thọ của họ giảm sút cho nên họ có xu hướng lấy chồng lấy vợ sớm để sinh con, để có sức lao động sớm, đúng không? Cho nên là có một cái thời kỳ á, chính phủ Việt Nam mình dùng mệnh lệnh hành chính, tức là đứa nào tảo hôn bắt bỏ tù hết, nhất là mấy thằng mà 16 tuổi mà cưới vợ 13 tuổi bắt bỏ tù hết. Cuối cùng mình lệnh hành chính nó không không ok. Mình phải hiểu được rằng á, bởi mấy ông nhà nước mình á, nhiều cái là học triết nhưng mà mấy ông đứng đầu nhiều khi chưa biết triết là gì. Mình phải muốn thay đổi ý thức xã hội thì mình phải thay đổi từ cái tồn tại xã hội trước. Mình phải nâng cao đời sống vật chất của họ trước, đúng không? Rồi từ khi đời sống vật chất của họ thay đổi theo mức nào thì mình mới đưa pháp luật điều chỉnh tới theo mức đó, chứ không thể nào một phát mà mình đưa ấy được. Cho nên là mình bắt đầu mình đưa phát triển du lịch về, mình lấy những cái tiền thuế của những cái vùng khác cao á, mình phân bổ về cho những cái vùng này để cho họ đời sống của họ phát triển hơn. Cho nên mình thấy đồng bào giờ cũng xài YouTube mà, cũng xài điện thoại mà, coi mấy cái clip ở trên mạng hay là coi tuyên truyền hay là đọc báo gì cũng dễ hơn. Và điều đó cũng chưa đủ, tại vì ý thức xã hội nó có một cái cố hữu, như nãy nhóm nói tác động trở lại, nó có một sự kìm hãm, nó cổ hữu hơn so với tồn tại xã hội. Vậy thì lúc đó ngoài việc cải thiện đời sống vật chất của họ, mình phải cải thiện luôn đời sống tinh thần, tuyên truyền nhiều vô, phát triển những cái tivi, những cái phim ảnh tuyên truyền nhiều vô, rồi cho họ sinh hoạt cộng đồng nhiều vô, rồi chỉ cho họ cái cách bảo vệ sức khỏe sinh sản của mình nhiều vô, từ đó sẽ đạt được mục đích của mình, đúng không? Chứ không phải can thiệp bằng mình lệnh hành chính, bằng chính trị, tức là bằng ý thức này tác động trực tiếp ý thức kia là coi chừng có nguy cơ ha. Và nguồn gốc của nó là phải nâng cao đời sống vật chất của họ trước, và sau đó đánh vào hệ thống tinh thần nữa thì sẽ đạt được mục đích của mình. Rồi cho nên năm 1945 á, mấy đứa có thấy là tại sao ông Hồ Chí Minh là ông đi đâu mấy chục năm ông về, ông làm gì ông về, cái ông kêu người ta, cái người ta chịu đi theo ông ấy đó. Ai thảo luận với thầy cho điểm cộng này. Ủa tự nhiên đảng nó đảng đầu tự nhiên về kêu cái súng nhau chạy đi rồi. Như giờ mấy tổ chức phản động nó kêu quá trời kêu luôn, đâu có dân nào chịu theo nó đâu. Thậm chí nó phát tiền cho đi biểu tình luôn mà có người còn không đi. Sao mấy đứa, sao mà đó Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng á lãnh đạo được cái mạng 8 hô hào cái là dân đi theo hay rồi. Sao mấy đứa? Thì nó đánh vào lòng yêu nước của người dân rồi thầy. Ừ, đúng rồi, dân tộc Việt Nam mà lần yêu nước tràn trề lắm nha. Nhưng mà như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh rồi đó kêu gọi người dân họ không đi theo. Tại sao Chủ tịch Hồ Chí Minh không làm gì mà không kêu đi theo được? Đúng là có lòng yêu nước đó, tâm lý chung là có lòng yêu nước nhưng mà không thực hiện được, đúng không? Ông Phan Châu Trinh cũng tổ chức mấy cái này đó, cuối cùng mang lại lợi ích cho giai cấp tư sản không mà, tư sản của quốc gia đó, cho nên là cũng không có thành công được. Mà Bác Hồ và đảng là làm được. Chắc là do trước đó là có thực hiện mấy cái chính sách để mà nâng cao đời sống cho người dân trước. Rồi sau đó thì họ mới... Không, không, năm 1945 là trước đó mình chưa giành chính quyền mà luôn. Mình chưa giành được chính quyền cho nên mình đâu có thực hiện được chính sách. Ừ. Suy nghĩ. Không chấm ba nha. Tôi thấy là thêm là bởi vì là cái kiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì kiểu hợp với lòng dân, với lại là Hồ Chí Minh thì dựa vào dân mình để một kiểu đất nước, còn Phan Châu Trinh với lại là Phan Bội Châu thì dựa vào Nhật, thì dựa vào nước khác để kiểu như là giải phóng nước mình, còn Hồ Chí Minh là kiểu là vì xuất thân là một nhà nho, gia đình là một nhà nho giáo và kiểu có tư tưởng thì kiểu như là nói chung là họ hiểu, người ta hiểu được lòng dân, người ta kiểu chung hoàn cảnh này nên là người ta kiểu đồng cảnh với nhau thì sẽ hiểu nhau hơn á. Xong rồi
họ thực sự là họ kiểu họ thực sự là kiểu tìm cách tìm mọi cách để ấy nên là nó được lòng dân thì đúng rồi, ok thầy sẽ cộng điểm cho Tân ha, nhưng mà chưa được pass 1.3 nha. Đúng rồi đó, do thành phố do bác họ là ông xuất thân giống như thế cho nên là ông dễ đi kêu gọi, nhưng mà đâu phải ông kêu người ta nghe mấy đứa đúng không? Giờ ai đó kêu mình bỏ học đi làm đi khởi nghiệp mình đi không? Cũng dân kỹ thuật đó, ra trường kêu mình bỏ học đi khởi nghiệp chứ chắc mình đi à? Suy nghĩ cái xuất phát từ tồn tại xã hội, quyết định đến thứ xã hội đó. Ông Hồ Chí Minh ông lấy cái gì để ông dụ được dân hay vậy ta? Không phải dụ, nó nhầm, nó không phải dụ mà kêu gọi xong làm xong ông thực hiện thiệt chứ không phải dụ. Lấy dân làm gốc để phát triển đất nước này. Đúng rồi. Đúng rồi, lấy dân làm gốc để phát triển đất nước, nhưng mà lấy cái gì của dân mới cái đó. À, lúc bác về thì phong trào đấu tranh nổ ra lại riêng lẻ dễ bị đàn áp. Đúng rồi, riêng lẻ dễ bị đàn áp. Nhưng mà vấn đề là làm sao ổng hôn cái là dân đi liền. Đúng không? Năm 45 á, đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hôn cái là đi liền. Không, cái năm 45 cái mạng 8 xong á, là bắt đầu lung lay địa vị của mình tới ngày 19 tháng 12 năm 1946 là kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Và ổng kêu cái mạng tháng 8 rồi, thành công xong rồi mà tới năm 46 ổng kêu lần nữa mà dân hô hào làm theo nữa. Phải có cái gì đó. Hồ Chí Minh vận dụng linh hoạt cái này ở chỗ nào đó mà ổng hay dễ sợ luôn, phải không? Đúng không? Mình có nhớ sự kiện gì trước năm 1945 ở miền Bắc không? Sự kiện nạn đói thôi. Nạn đói là... đúng mùi rồi, nạn đói là khởi điểm đó. Dạ, mùi chữ. À, thằng nói mùi chữ. Vậy ông Hồ Chí Minh ông nói cái gì với dân để dân họ đi theo ông vậy? Xóa đó giảm nghèo rồi xóa nạn mù chữ rồi. Đúng rồi, chính xác rồi. Chính xác đó. Tại sao thì sao? Mình muốn thay đổi ý thức của một thế hệ, mình phải đánh vào cái nhu cầu về vật chất của họ. Rõ ràng ở cái lúc này cái quan cái đời sống vật chất của người dân miền Bắc á, cả nước luôn, trời, nghèo khổ đối chết ngày hồi đó là cả nước có 20 mấy triệu dân mà chết 2 triệu người, gần 2 triệu người, là mình thấy cũng nhiều chứ, nhiều lắm luôn á, gần 10% luôn, kinh khủng, thật là kinh khủng, đời sống vật chất họ vô cùng kinh khủng, cho nên kiến thức của họ đang dâng cao lên, họ đang có cái cao trào là đấu tranh lại để cải thiện đời sống vật chất của mình, cho nên Hồ Chủ tịch cũng nhảy vô ông nói cái là đi liền, nói gì? Đi theo cách mạng, ông không có nói gì sâu xa tồn tại xã hội, thế xã hội, ông chỉ nói là đi theo cách mạng sẽ có cơm ăn, có ruộng đất, có áo mặc, có được học hành, vậy thôi. Xúm nhau đi theo luôn mà, cộng thêm cái nạn đói nữa, giờ ở không thì cũng chết đói, đi theo ổng mặt mai có cái ăn, đúng không? Cho nên là cái vợ nhặt của Kim Lân, mấy đứa thấy là cuối cái chuyện, bây giờ lấy vợ thì tốn mấy cả chục cây vàng, chứ hồi xưa cái thằng Tràng nó lấy vợ chỉ cần nói một câu thôi. Muốn ăn cơm trắng mấy giờ thì đi đẩy xe đò với anh này, xe bò với anh này. Tưởng sao hứa cho người ta ăn cơm trắng mấy giờ, về nấu cháo cám cho người ta ăn. Ở cuối cái chuyện đó thì Tràng nghe được ở đâu đó, ở một nơi xa có nghe tiếng người dân họ đang hô hào đốt kho thóc của Nhật. Cách mạng tháng 8 đã bùng nổ và hết câu chuyện. Thì mình thấy là đánh vào cái lợi ích, cái đời sống vật chất thì sẽ thay đổi được đời sống tinh thần. Và khi cái nhu cầu đời sống vật chất nó đang bị hạn chế hết sức thì cái tinh thần giải phóng nó sẽ dâng cao và nắm bắt được cái đó sẽ thành công. Cho nên là sau năm 1945 giành chính quyền rồi là bác Hồ là liền tay là phân đất về cho dân. Ngày xưa là tới chị Dậu mà còn phải bán chó, phải bán con để trả địa tô. Mà bây giờ đất là của dân, hàng năm đóng thuế thật ít rồi, thậm chí mấy năm đầu không cần đóng bất cứ cái gì luôn. Cứ làm ra nhiêu ăn nhiêu. Xong dân họ tin và tiếp theo cứ lãnh đạo là họ tin. Đúng không? Đó là vận dụng linh hoạt đó, xuất phát từ đời sống vật chất để cải thiện đời sống tinh thần. Rồi sắp hết giờ bài đó rồi. À, thầy nói chút ha. Tôi nghĩ thực dụng ở Mỹ. Vậy ở Mỹ á, mình thấy là khi mà người Anh á, các nước phương Tây á, như châu Âu á, họ đi qua khai phá bên của vùng Mỹ, họ đưa luôn cái nền văn minh công nghiệp về bên đó. Cho nên máy móc á, cái phương thức sản xuất, cái điều kiện sống vật chất của họ rất là của người Mỹ lúc đó rất là ok. Rồi máy móc, cái phương thức sản xuất, cái lực lượng sản xuất, cái máy móc đó là đúng chi ly từng chi tiết. Cho nên là cái tư tưởng của chủ nghĩa thực dụng, tức là
tao không biết mày làm gì hết, tao chỉ cần biết là mày có làm ra lợi nhuận cho tao hay không, có làm đạt được kết quả cuối cùng hay không, tao không quan tâm quá trình. Thì đó giống như cái máy móc vậy đó, giống như cái đời sống vật chất của họ vậy đó. À, cho nên là mình thấy sống như thế nào, ăn cái gì, mặc cái gì, ở cái gì, lao động ra sao sẽ quy định cái tư tưởng, quy định cái ý thức của xã hội đó y như thế. À, tuy nhiên thì tại sao có những người, có những người là họ gần mực thì không đen, gần đèn thì không sáng, không biết nữa. Tại sao có những nhà giàu mà lại không hạnh phúc, đúng không? Có vấn đề đó. Vậy thì có những cái việc mà mình không thể giải thích trực tiếp ý thức xã hội bằng tồn tại xã hội, mà phải thông qua sự tác động lẫn nhau. Tại vì ý thức xã hội nó có sự tương đối nhất định, mà suy cho cùng thì vẫn giải thích được như nãy mình có nói đó. À, thì năm cái hồi nãy nhóm nêu ba, nhưng thực chất là cái việc mà tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội với tính độc lập tương đối, nó có năm nội dung. Thứ nhất là ý thức xã hội thường lạc hậu hơn, như nãy nhóm thuyết trình thôi, y chang nhóm thuyết trình luôn, cho nên thầy không nói lại ha. Và thứ hai là ý thức xã hội có khả năng vượt trước nếu như nó vạch ra, nó tìm ra bản chất quy luật của những cái hiện thực khách quan và để dự báo được xã hội tương lai thì nó có khả năng vượt trước. Thứ ba là nó có tính kế thừa trong sự phát triển của nó. Và cho nên là chúng ta về chính trị, là về hình thái ý thức xã hội chính trị, chúng ta bỏ qua việc xác lập chế độ thống trị về quan hệ sản xuất của chủ nghĩa tư bản, nhưng chúng ta vẫn kế thừa những cái thành tựu của nó về khoa học, về công nghệ, về đạo đức, về văn hóa nếu như nó tiến bộ. Cho nên ý thức xã hội nó có tính kế thừa. Và cũng chính vì thế cho nên tinh thần yêu nước Việt Nam cho dù trong thời bình hay thời chiến đều được dâng cao. Thứ tư là cái hình thái thức xã hội tác động qua lại trong sự phát triển của chúng. Xã hội chúng ta, nhân loại đã trải qua những cái thời kỳ á. Nhân loại đã trải qua những cái thời kỳ, ví dụ như là tôn giáo nó thống trị xã hội đó. Cho nên là tôn giáo là hình thái thức xã hội, nó quyết định luôn triết học như thế nào, nó quyết định luôn khoa học tự nhiên như thế nào, nó quyết định tất cả. Nhưng mà khi sự ra đời của giải phóng của triết học dẫn đầu về chủ nghĩa duy vật á, thì mình thấy là khoa học tự nhiên nó có cơ hội nó bùng nổ. Cho nên tồn tại xã hội chưa thay đổi, nhưng mà ý thức xã hội nó tác động qua lại với nhau, nó có thể thay đổi. Nhưng mà suy cho cùng thì cũng phải dựa vào tồn tại xã hội thôi, đúng không? Cái thời kỳ tôn giáo đó mà áp bức bóc lột làm cho đời sống của người dân mà họ ok chút, họ ăn ngon mặc đẹp đó, họ sẽ quên dần đi cái việc đấu tranh. Và thứ năm là ý thức xã hội sẽ có tác động trở lại đối với tồn tại xã hội. Tức là nếu ý thức xã hội phù hợp, tiến bộ sẽ kích thích sự phát triển của tồn tại xã hội, kích thích đời sống xã hội, đời sống vật chất nâng cao. Còn nếu như những cái quan niệm về đạo đức, chính trị, pháp quyền nó lạc hậu, cổ hủ thì nó sẽ kìm hãm sự phát triển của cái điều kiện vật chất, cái đời sống vật chất. Rồi. Vậy cho nên là khi mà muốn thay đổi một cái ý thức xã hội nào đó của một cộng đồng người nào đó, là phải biết rằng tồn tại xã hội sẽ quyết định xã hội và thay đổi đời sống vật chất của họ trước, sau đó sử dụng các hình thái thức khác nhau tác động lên để làm thay đổi kiến thức xã hội đó nữa. Phải cải thiện, muốn cải thiện một xã hội phải cải thiện cả về đời sống vật chất và sau đó là về đời sống tinh thần của xã hội đó thì mới đạt được mục đích cuối cùng. À, ok không? Đó, cái phần tồn tại xã hội quyết định kiến thức xã hội là chỉ nhiêu đây thôi, không còn gì hơn nữa. Có thắc mắc gì không mấy đứa? Ok, cho thầy cánh tay coi nè. Ok, cũng dễ hiểu mà đúng không? Mình thấy đời sống vật chất quyết định đời sống tinh thần, mà đời sống tinh thần tự thân nó cũng thể vận động. Nhưng mà suy cho cùng nó vẫn tồn tại và đời sống vật chất dễ dàng lắm. Cái phần chủ nghĩa và lịch sử này đúng là nó dễ thiệt. Rồi, vậy slot này đến đây là kết thúc ha. Và mình sẽ gặp nhau lại vào thứ 6. Rồi, thầy chào các bạn, chúc bạn các bạn có mùa.